Rồi ok, xin chào các bác. Đây là cái video quay bằng cam sau giữa con Bphone B86S và con V35. Thực ra thì mình không có con nào để mà so sánh với nó nên chỉ so sánh với B35 thôi. Đây đang là quay ban ngày nhé, trời hôm nay khá nắng. Cái địa điểm này, cái con đường này này, trước đây mình đã quay mấy lần rồi. Đấy, mình đang đi bộ. Mình cũng chả nhìn thấy ở trên màn hình hai con nó đang như thế nào đâu, tại vì trời nó khá là nắng, mình không nhìn được màn hình. Để nói thêm về màn hình ấy thì cái độ sáng của cái con Bphone ấy nó cũng không được sáng cho lắm đâu nha các bác, nó bình thường thôi. Mình đang ở nhìn ngoài trời đây nó cũng không nhìn rõ cho lắm. Ok, mình sẽ đi một đoạn chỗ này, Hoa Phượng này. Mình đang ở Hải Phòng các bạn, thành phố Hoa Phượng đỏ. Đây, không biết có nhìn thấy đỏ không? Đó, nụ này. Đó. Nhìn trời này. Mình có một cái xe máy đi qua này, cho các bạn nhìn rõ này. Đó. Mình sẽ đi một vòng nhé. Và vòng lại sẽ bằng cái cam trước, xem thế nào. Trời khá nắng các bạn. Mình vừa mới đi làm về. Lá cây hình như không có làm nhìn rõ cả. Đây đây, bên này có một bông hoa này. Các bác thì thông cảm nha, chỗ này nó là nhà dân chứ hoa hoét nó không có nhiều. Hoa nằm mà ngay bãi rác luôn. Đây hoa đây. Đó. Hình như cái con mình nhìn thoáng thoáng qua thì con Bphone nó bị cháy luôn sao ấy. Đây là hoa vàng này. Tôi thấy hoa vàng trên rào nhà ai thôi. Đó, cái này không có nhìn, hình như không có nào lấy nét được sao ấy. Hoa vàng này. Đây, chỗ này nó hình như hai con đều bị cháy rồi. Đây, có một bông hoa nữa. Rồi, mình sẽ quay về. Nắng quá các bạn. Nắng kinh khủng. Sang bên mé bên này cho đỡ nắng. Mình vẫn đang đi bộ thôi. Bây giờ mình sẽ chạy một phát nhé, xem thế nào nhá. Mình chạy đây. Ôi trời, trời nắng này chạy phê lắm các bạn. Ê, cực kỳ luôn. Ôi trời. Vậy các bác có nhìn thấy không? Đây, cái tòa nhà mình đang làm việc ở trong này. Hoa hoét tí nào. Đây. Đó, các bác có thấy không? Đấy. Đó. Ok. Nhưng ông cứ nhìn mình như thằng điên ấy. Mình cũng đang điên thật chứ. Rồi, mình đi một đoạn nữa xong mình sẽ chuyển về cam trước nhé. Thời tiết Hải Phòng quá nắng các bạn. Đây có một cái cây này, có bên nào có bắt nét được không? Đó. Rồi ok, mình thấy cũng khá dài rồi, mình sẽ đứng ở đây và mình chuyển sang cam trước nhé. Rồi, đây là cái video bằng cam trước. Thì như cái cam của con B86S nó rộng hơn một tí thì phải. Đây, có thể thấy này. Mình cũng không nhìn thấy màn hình rõ cho lắm, nhưng không biết con nào đẹp hơn. Đó, các bạn có thể thấy này. Vừa đem về mệt quá các bạn. Mồ hôi ra đầm đìa.
Tiếp nào. Chạy phát đi. Ôi trời. Mình đã thử quay bằng hai con này bằng về ban đêm rồi nhé. Thì cái clip mà quay ban đêm ấy mình sẽ để ngay sau cái này thôi. Các bác có thể thấy không? Rồi, mình vòng lại cái xe của mình là thôi là ok nhá. Quá nắng các bạn. Ở trong cái trời mình dùng con Bphone này mấy hôm nay ấy, thì thấy là trong cái lúc mà trời nắng trời đủ sáng ấy. Đủ sáng ấy thì con Bphone chụp ổn phết các bạn. Nhưng mà trong cái thời tiết quên trong cái điều kiện ánh sáng mà kém ấy thì Bphone lại không ổn. Rồi ok, tới cái xe rồi. Rồi, các bác có thể xem cái clip quay ban đêm ngay sau đây nhé. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video quay ban đêm bằng của hai con Bphone 86S và V35 đang đi bộ nhé. Thì cái xem trong gương nó như thế nào. Thôi con V35 nhiều khi đi rung lấy lét phát mờ luôn. Không hiểu cái con Bphone bác nhìn này. Bác khi lên đánh điện này. Đứng im này. Đấy các bác nhìn thấy cái chỗ nó tức là màu tím tím đấy. Không hiểu sao nó bị phản xạ hay khúc xạ màu gì đấy. Nhưng mà như mình nhìn thấy trên màn hình là cái con Bphone nó chi tiết hơn. Đây là cái quay cái biển số xe này. Cái con V35 nhiều khi rung phát nó bị mờ luôn đấy. Đi tiếp nào. Đi vào chỗ tối tí thế nào. Đây xem cái lắm lùm cây nhá. Con V35 nhiều khi nó lấy nét không nổi. Rồi mình đi vào hẳn chỗ tối hẳn đây. Đây có cái cụm hoa giấy này. Đó. Không hiểu sao cái cụm hoa giấy này thì con V35 lại ngon hơn. Cảm giác là như vậy. Còn không biết ra hình cho lên cùng một màn hình như thế nào. Rồi đi tiếp. Đi những chỗ rất là tối như nào. Đấy con V35 nhiều khi nó bị ao nét luôn. Đó. Nhìn cái V35 này. Ôi mãi nó lấy nét được. Chắc con V35 mình nó cũ quá rồi. Nó không được ngon nữa. Đó, nó bị outlet luôn. Không biết được. Rồi, mãi nó mới lên nét được các bạn. Rồi, con V35 nó bị đơ các bạn. Nó bị điên luôn đấy. Rồi, đi tiếp. Đi ra phía đằng kia. Đi tiếp. Em đang đi khá là nhanh thì thấy nhiều khi hai con nó bị mất nét luôn. Không hiểu là do cái gì. Cả kia cho ánh điện nó sáng một tí. Chạy mà phát cho nào. Ôi quay nó thật là quay ban đêm như này. Quay ban đêm như này hai con nó quá tệ luôn. Chứ thật là con V35 thì nổi tiếng là quay tệ rồi, nhưng mà cái con Bphone cũng tệ không kém. Ra ngoài cái đường lớn này, ra cái lùm cây rồi. Con V35 thì này, lúc thì lét được lúc không, chán thế. Quay cái bảng hiệu này. Đó. Đúng là cực chán luôn các bạn. Đi xem cái đường bên này. Đấy con về hai con cực tệ luôn. Đi lấy hai bị ao nét kinh khủng luôn. Đây là mấy chỉ
Đây đây, ở chế độ Full HD rồi đấy. Full HD mà 30 FPS thôi đấy, không phải là 60 đâu. Tại vì con Pvon không có cái chỗ để lấy 60 FPS đây con bông hoa này. Đó. Như ở đây thì con V35 nó lại khá là ngon. Đi tiếp. Tí nữa mình quay lại mình sẽ dùng cái cam trước xem thế nào nhé. Thực sự là hai con này quay ban đêm nó quá tệ luôn. Nó tởm quá. Nhìn quay như thế này các bác có thể biết rồi đấy. Nó cũng rất là chán luôn. Đó. Nhìn cái xe máy đang đi qua. Đó. Cực tệ luôn. Thôi mình đi một đoạn nữa thôi nhá. Mình quay về đây. Đây là cái video quay bằng cam trước. Đó. Nó cũng tệ như nhau thôi các bạn. Rất là tệ luôn. Những hai con này quay đêm chán đời. Đó, các bạn có thể thấy. Cái ánh đèn nhỉ. Đó. Vào chỗ tối không nhìn thấy cái gì luôn. Đó, mình đang đi bộ thôi. Mình quay lại cái bông hoa hôm nãy xem ban ngày là thế nào. Còn tầm trước là thế nào. Ở đâu rồi? Đó đây. Rồi. Đó. Rồi, ok, đi về đi. Chắc các bác có thể thấy hai con này quá thất vọng về cái cam trước của nó luôn. Đó. Không nhìn thấy gì luôn. Cực tệ. Rồi, ok, về đến đường nhà mình rồi. Ôi, xe quá các bạn. Xe máy. Để thôi, xe máy. Đi về thôi. Rồi, ok, xin chào các bác nhé. Hai con này quay phim ban đêm quá tệ luôn.